tại thì tôi đang ở một địa điểm của Đà Lạt rất ít người biết tới. Đó chính là một con đèo mang tên là Khánh Lê, được giáp giữa Nha Trang và Đà Lạt. Và bật mí cho các bạn là cái con đèo này khi lên hình sóng ảo thì khá là đẹp. Đây là những bức hình mà tôi đã từng chụp ở cái con đèo này. Và bây giờ tôi rất là háo hức để mà quay lại con này, để mà quay vlog cho các bạn được xem. Thì thôi, chúng ta hãy cùng tiếp tục đi tiếp nghe. Ta-da! Và đây là cái chỗ địa điểm mà tôi nói, mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đó chính là đèo Khánh Lê. Thì đây, các bạn thấy thế nào? Có hùng vĩ không? Có đủ đi sống ảo không? Đó, đây là một cái địa điểm cực kỳ mới của Đà Lạt, siêu sống ảo luôn. Trong đó còn có suối nữa đó. Thì tối các bạn có thể lại đây để cắm trại đồ này nọ. Đốt lửa trại, đồ dựng liều, đồ ngủ trong đó, ăn uống đồ này kia. Thì tôi cũng chuẩn bị vô đó để này nọ với anh ta, ăn uống được với anh ta. Thì thôi, bây giờ vô đó nha, trời cũng sắp tối rồi. Đi. Và bây giờ tôi đang trên đường đi vào rừng, đi vào chốn rừng sâu. Ê, như khúc này tôi nằm mơ rồi nè. Tôi nằm mơ chang vậy luôn nè, cũng quay cũng nói vậy luôn nè. Đoạn đường có vẻ khá hiểm trở. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Có nghe tiếng suối hay không? Một khung cảnh thật quen thuộc. Ta phải cắm trại ở đây mới vui đúng không anh? Ây da, ây da. Qua vậy, cắm trại ở đây mới vui. Hôm bữa mà ra đây mà mình cắm ngủ ở đây luôn này mới đẹp. Khung cảnh xung quanh đây. Đã chưa? Cái này mà mùa mưa là suối là ầm ầm nhau nghe má. Nhìn cục đá này nhớ quá, nhớ cái tấm hình bữa hổm chụp. Đã chưa? Ở đây có một con suối. Ây da. Ủa sao bữa nay thấy nó lạ lạ ta, hình như có người vô đây sửa chữa lại hay sao á. Nước rất trong nha, nước rất trong. Ủa sao có lạnh không? Cũng lạnh lạnh đó. Nước trong vắt. Khá là đẹp. Nhìn cây cầu này cũng nhớ ghê luôn.
Hello, xin chào mọi người. Thì đây là không gian quen thuộc của tôi. Lúc đó thì như cũng mấy tháng trước, tôi có làm một bộ ảnh Đà Lạt ở đây. Thì bây giờ quay lại cảnh cũ như thế này thì cảm giác khá là quen thuộc. Và có cái gì đó nó bồi hồi trong lòng. Lúc đó thì chụp cũng khá mệt, nhưng mà được những cái bức hình sống ảo thì cũng vui vui. Thì hôm nay quay lại thì ngồi chiêu chiêu một chút xíu, ăn những trái dâu to đùng thơm ngon như thế này còn gì là bằng. Và đây là dâu mình mua của bên vườn dâu Phương Nam. Có một cái clip mình review về cái vườn dâu này, là mình vô đó mình có thể tự hái dâu, mình tự ăn tại chỗ. Cái cô quản lý bên cái vườn dâu này nè cũng khá là dễ thương, khá là gần gũi. Con trai cô cũng khá là dễ thương. Mỗi một hộp dâu như thế này là nửa ký, mà cô cân cho mình luôn là 700 gram, mình được ngợi hơn là 200 gram. Thì dâu nó có nhiều loại, thì ở chợ Đà Lạt nó bán có mấy chục ngàn cũng có, trăm mấy cũng có, nhưng mà đây là loại dâu đặc biệt, thì là bán cho khách du khách đó, hoặc là khách vãng lai, mà 270-300 là tùy theo cái độ bự nhỏ đó. Để ăn thử trái thì đây là cái trái dâu của nó, bự hơn là những cái trái dâu mà dâu lắc, dâu này dâu nọ ở Đà Lạt người ta bán. Thì tối bữa đó tôi cũng có ăn dâu lắc ở Đà Lạt là 10.000, 15.000 một ly hay gì đó. Thì trái dâu nhỏ xíu à, với lại cái màu của nó không có được đậm đà, nó không có được ngon như vậy. Thì bây giờ tôi ăn thử nha, chấm miếng. Đây, cực kỳ ngọt. Ngọt có một chút xíu tiêu chua à, nhưng mà cơ bản là như 80% là ngọt, cộng thêm với lại cái muối xí muội này nè, xuất sắc luôn. Đây, mời mọi người. Cái muối xí muội mặn mặn, cái này nó ngọt, xúc sắc. Đáng đồng tiền nha mọi người. Rất là ok. Xúc sắc luôn. Chua chua, ăn trái nữa nè. Nè, chua chua ngọt ngọt, cái muối nó mặn mặn, có cái mùi xí muội. Phải cái này mà có ớt trái á, tách nhỏ 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 rưới lên rắc luôn. Nhức nhách. Trời ơi. Trái nữa nè, một cái trái như là cũng bằng hai ngón tay luôn đó. Thấy hộp dâu chất lượng không? Chất lượng. Cắn vô một cái là muốn cắn hoài. Đang đi dọc đường thì thấy mây mù dâng lối. Ghé lại quay cho mọi người coi, xuất sắc. Đây. Hùng gì? Dữ thần chưa? Này mà lên hình là xuất sắc.
cung đường vắng que không một bóng người, mới nhắc có một chiếc xe. Trời, nhìn xuống chán giống mặt mày luôn trời. Đẹp quá không à? Ước gì mẹ tôi thấy được cảnh này với tôi. Tôi sẽ cho mẹ tôi thấy, sẽ gửi về, sẽ kêu mẹ ra. Mây mù mịt luôn. Quay điện thoại bởi vì chất lượng nó không được cao. Nè mấy bạn, khi mà săn mây á, thì không thấy mây, mà khi mà không săn á, thì đi tới đâu cũng gặp mây. Mắc mệt ha. Mây mù dâm rồi. Kìa, trời trắng xóa luôn, nhìn đi. Trời ơi, sao gì đâu mà dữ thần vậy? Đẹp không? Nguyên cái suối luôn nè, thấy không? Mù mịt, mù mịt. Hình như là mây nó, hình như mây là nó càng ngày càng tiến về cái mặt đường á. Cái quỷ này nó không có nghe lời. Gì đâu. Dạ, nhưng mà hồi sáng con số tới 4 giờ cũng thăng ngay rồi, không có ăn đâu. Bây giờ tự nhiên có. Chuyến sợ nó hơi nó xuống. Đây là chụp cung đường rồi nè. Lấy cái cung đường lên cái góc núi này thì đẹp. Dạ. Mà chiếc xe đó sao mà nó lên tới đó được vậy chú? Nè, hình như càng ngày nó càng tiến vô mây, nó càng tiến vô cái cung đường này mọi người ơi. Nó tự ở ngoài này nè. Nó càng ngày nó càng tiến vô. Mà câm luôn. Mù mịt. Trời, không thấy một cái gì hết. Không thấy gì luôn. Còn đây, mới mây mù dân lối, mới mây mù dân lối mà đã có một cái, có một cái sự cố nè mọi người ơi. Dữ thần chưa?
Nó mây mù văng lối thấy ghê chưa, không thấy đường chạy luôn nè, xe quá trời nè, dữ thần. Càng ngày nó càng tiến vô mặt đường á mọi người ơi. Mọi người ơi, may nè. Xuất sắc. Dữ thần chưa? Như tiên cảnh luôn. Thần.